mình từng mong thêm quen được nhiều. Sau ngày ấy có anh thấu trốn yêu, anh từng nói với em được nặng lời. Sau ngày ấy để anh ngỡ chơi thôi, người lỡ với anh mới yêu. Ai từng muốn chuyện xong hôm đó không, vì lúc ấy anh qua gió. Ai làm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mất quanh khi ta tuổi đời mới, là ấm áp em theo cả cuộc đời mà bằng thân anh còn chưa lo được nói. Giờ đây anh đã có những thứ anh cần rồi, thì không có em nên anh đau lòng thôi. Người không dám tin giữ với em thay đổi. Thank you với vị khán giả lớn một cái tên vĩ đại. Mắt thì rất tặng hai người chị của Tùng và đồng thời là cũng là chị Vân Thu Thường, và xin mắt tặng gia đình nhạc phẩm Sự Yêu Vì Mất. Xin mời quý vị lên xe nhảy có điều gì được không ạ?
nữ ca sĩ từ Vancouver. Và đây, có ai có thể tặng riêng cho chương trình Tấm Tắm một bài hát được không ạ? Và nữ ca sĩ đó, cô nhận lời thì mình mới nói nha. Cô là ca sĩ được mang tên Lan Hương. Lan Hương. Hôm nay em rất là vui vẻ và hạnh phúc có thể có mặt cùng chung vui với mọi người hôm nay. Cảm ơn chị rất là nhiều, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Welcome to em with open arms. So happy to have met all of you guys tonight. Ok, sau đây thì Lan Hương xin tặng cho mọi người một bài mang tên Chuyện Hoa Sim. Wow, hay quá. Oh,
Thank you.